Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay điện máy Song Anh giới thiệu với bạn chiếc máy đo khoảng cách điện tử đo bằng tia laser. Có nhãn hiệu là Alien Victory. Thì máy này thì hiện tại chúng ta là có 3 modem là LK335, LK535 và LK735. Thì ở trên tay tôi đang có hai mẫu là LK535 và LK735. Thì ở đằng sau máy nó có cái modem, hoặc là ở trên máy cũng đã dán, trên vỏ hộp cũng dán cái modem rồi. Đây, trên vỏ hộp chúng ta có LK735 và LK535. Đó, đây tôi đã mở ra hai chiếc máy rồi. Thì trước hết là tôi sẽ review qua cái chiếc máy 535 trước đi. Đấy, máy 535 thì nó sẽ đi kèm máy này, một cái bộ phận gài máy vào túi hoặc là vào thắt lưng khi chúng ta cho tiện chúng ta sử dụng, một cái pin, ra một cục pin thì tôi đã tháo ra rồi. Đây một pin đi kèm máy tôi đã lắp vào trong này. Đó, đây là pin. Rồi, đây là cái bộ phận gài ta sẽ lắp vào như này. Đấy, sau đây tôi sẽ mở qua chiếc máy này cho các bạn xem, hướng dẫn nhanh cái cách sử dụng máy. Nó rất là nhiều tính năng này. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến là cái màn hình của nó, nhìn nó cũng giống như cái điện thoại thôi. Và chúng ta có 6 cái phím chức năng: tắt mở, đo diện tích, cộng trừ khoảng cách, cái tính hay không tính chiều dài của máy, bộ nhớ lưu tạm thời và phím xóa cũng như là tắt máy. Đấy, để mà đo thì chúng ta sử dụng hoàn toàn một phím on này. Chúng ta nhấn hai lần, một lần là để mở, khi mà chúng ta mở máy thì nó sẽ lên cái tia laser. Đó, không chúng ta nhấn lần hai, máy sẽ mất tia laser và hiện khoảng cách từ cái đít máy, đuôi máy đến cái phần tia laser. Đó, để mà chúng ta tính từ đầu máy thì chúng ta sẽ nhấn phím đổi khoảng cách từ đầu và chúng ta đo lại. Đấy, khi mà nó hiện tia laser đỏ này, chúng ta sẽ nhấn lần nữa. Đó, nó sẽ ra khoảng cách. Đó. Để xóa, chúng ta sẽ dí clear 2 lần. Đấy, chúng ta đo mấy lần thì chúng ta sẽ dí clear mấy lần thôi. Đấy, còn chúng ta sẽ nhìn qua một số phím chức năng. Ví dụ như là phím đo diện tích và thể tích. Chúng ta có thể đo, thứ nhất là diện tích cái hình tứ giác. Thì ở trên bên trong nó đã có nhấp nháy hình, nhấp nháy cạnh nào chúng ta sẽ đo cạnh đấy. Tiếp đến chúng ta có đo thể tích của hình hộp chữ nhật. Khi mà ở bên trong hình cũng nhấp nháy cạnh nào thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta đang đo cạnh đấy trước. Tiếp đến chúng ta đo diện tích tam giác vuông. Đó. Tiếp đến nữa là chúng ta đo tam giác thường. Còn tiếp nữa là chúng ta sẽ đo tam giác tù. Đó. Rồi, đấy. Thì sau nữa là cái cộng khoảng cách này thì chúng ta sử dụng theo cách đó. Chúng ta gì on, đo khoảng cách 1. Đấy, ok, xong đó cộng. Dí một lần chạy ra phím cộng và chúng ta để ra điểm thứ hai, chúng ta on lần nữa. Chúng ta sẽ cộng lần 2, nó sẽ hiện như này trên màn hình. Đó, các bạn có thể nhìn rất là rõ rồi. Đấy, hoặc là trừ, nếu mà trừ thì chúng ta sẽ giữ hai lần, một là cộng, hai là trừ, cũng làm tương tự thôi. Đó, xóa giá trị chúng ta click clear. Còn đây là phím cái hình thẻ nhớ này, là chúng ta hiện cái giá trị chúng ta vừa đo trước đó. Đây, hiện các giá trị vừa đo trước đó. Đấy, còn khi không sử dụng chúng ta sẽ giữ nút clear để máy tắt. Máy cũng có thể tự tắt sau 480 giây nhé. Sau đây tôi sẽ thử đo cái khoảng cách thực tế của máy, xem nó có chính xác như chúng ta đo thước giây không. Tôi sẽ đo qua video của anh xem. Ở khoảng cách cái bàn này đến điểm cuối kia. Đây chúng ta sẽ đo. Rồi, nó là 1,258m. 1,26m. Đây, chúng ta tạm được thử qua. Đây, chúng ta có khoảng cách. Đó, thì bạn có thể xem rõ 1,258 nhé. Rồi. Đó.
Rồi, cơ bản là chiếc máy của chúng ta thì như thế này thôi, và nó có hai màu xanh và đen. Thì cái modem này nó cũng khác nhau cũng rất là ít thôi, chủ yếu là cái khoảng cách đo thôi. Không nhìn bên trên thì chúng ta có thể phân biệt được. Cái phần nhận tín hiệu nó càng khuếch đại tín hiệu nó càng to thì cái khoảng cách đo nó càng được xa. Tương tự nhỏ và cái 353 thì nhỏ hơn. 335 thì nhỏ hơn nữa. LK335 của chúng ta là đo được khoảng cách là 40m. LK535 như bên trái tay tôi đang cầm là đo được khoảng cách là từ 0,05 đến 60m. Và cái LK735 là đo từ 0,05 đến 80m. Đó, thì tùy vào nhu cầu sử dụng thì chúng ta sẽ mua cái máy nào nó phù hợp đối với cái quá trình sử dụng. Rồi. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại ở hiện trên màn hình để được tư vấn cũng như là mua hàng hoặc là xem một số cái sản phẩm khác của điện máy Song Anh. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.